Tôi chào cô ạ. Chào cháu. Cô cho cháu phỏng vấn đôi chút. Cháu muốn hỏi là cô đã đi bơi được lâu chưa ạ? Mình đi bơi thì được khoảng 3 tháng. Nhưng mà mình bơi ở bể kia. Mình mới sang bể này được 2 tháng. Nhưng mà thấy cái bể này nó làm cho mình yêu bơi lội rất là nhiều. Cô đánh giá như thế nào về chất lượng nước của bể ạ? Nước ấm. Mùa này là mùa đông nhưng mà mình thấy rất là nóng ấm, để cho cái mình hay ra đi bơi thì là nó nước nóng nó làm cho những lưu thông mạch máu dễ chịu, nước trong veo sạch. Cô có lời khuyên gì cho mọi người khi đi bơi vào mùa này ạ? À, mình nghĩ là ở nhà thì không có điều kiện ngâm nước nóng lâu. Mình hay đến đây ngâm nước nóng để cho nó lưu thông mạch máu với cả là xương khớp cho nó thoải mái, vì mình bị mắc bệnh xương khớp. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Không có gì.